Mời chàng trai của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Dạ. Chào bạn ơi. Bạn tên là gì? Dạ chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Phạm Quang Kiệt, hiện là hướng dẫn viên. Chà, để hàm râu thấy ghét ha. Bạn để giống người nước ngoài quá nha. Có ai nói như vậy chưa? Dạ có, mấy lần em đi tour đi qua Thái hay Indo thì mỗi nước em đều có một cái quốc tịch riêng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo, 23 tuổi, đến từ Long An. Em đang là nhân viên văn phòng. Mình làm công ty nào em? Dạ em làm, em công tác ở công ty Safaco, công ty dược Sài Gòn. Mình làm trong bộ phận nào? Dạ em làm bên bộ phận dịch thuật á. Dịch thuật? Dạ. Dịch tiếng gì em? Tiếng Anh đó chị. Một bên là hướng dẫn viên, một bên là dịch thuật tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng bạn là một con người thoáng, rất là thoải mái, rất là năng động sáng tạo, bởi bạn là hướng dẫn viên du lịch. Tôi thật sự đến giờ bây giờ tôi vẫn không tin là bạn chưa có người yêu, bởi vì nhìn bề ngoài thì bạn cũng đẹp trai đấy, lịch sự đấy, sang trọng mà đi nước ngoài nhiều nữa. Dạ tại vì không phải là em không có người yêu mà là trải qua cũng được ba mối tình. Ba mối tình rồi. Nhưng mà thì dạng như là trước kia là thời đi học thì còn trẻ con. Rồi sau này đi làm thì do em đi nhiều quá, tại vì những ngày lễ hay là Tết thì em không có ở Việt Nam thôi. Thành ra là có những cái sự không có thông cảm được thì... Có người nào nó mà mặt bạn kiểu phản diện quá thành ra người ta không thích đâu? Dạ thì em thì tính cách thì hơi lạnh lùng, nhưng mà thì tiếp xúc rồi thì mới biết là người sống tình cảm. Rồi từ nãy giờ nghe bạn trai bên kia chia sẻ vậy thì em cảm nhận như thế nào? Em cũng hơi tò mò. Hơi tò mò phải không? Họ dạ. Tò mò với đối tượng bên kia bức màn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh ấy thì nói là anh đi như vậy vào những ngày lễ Tết thì anh thường không có mặt ở Việt Nam. Thì dạ. Em có chia sẻ được cái điều đó không? Mình thấy mình có đồng cảm được cái điều đó không? Dạ thật ra là chỉ cần làm cho em cảm giác là yêu thì ở đâu thì em cũng sẽ hướng tim về đó. Câu này được ha, câu này hấp dẫn đấy. Bạn cần điều gì ở người bạn trai của mình nữa? Dạ em cần sự chân thành, chia sẻ với nhau tất cả những cái điều mà niềm vui, nỗi buồn đó. Thôi bây giờ cái từ em hỏi luôn đi, bây giờ tiêu chuẩn bên đó như thế nào? Rồi bây giờ để em anh mong muốn hỏi luôn để mình em mong muốn một người làm cho nó nhanh. Như thế nào? Dạ đầu tiên là về ngoại hình đó, thì chỉ cần cao 1m7 trở lên thôi, em không cần nhiều. Cao ít quá ha. Gọn gàng, nhìn dáng thể thao chút, thích động vật. Thí dụ như em thích đi cà phê động vật đó, thì anh hưởng ứng nhiệt tình. Cà phê động vật là sao nghe lão vậy? Là cà phê trong đó nó có mấy con chó với con mèo đó anh. Tức là vô đó toàn là chó với mèo không hả? Mình được nựng với con chó con mèo đó. Người ngồi kế bên không nựng thì đựng chó mèo chi trời. Dạ đúng quán cà phê đó. Ở đâu vậy? Trên mạng. Trên mạng hả? Bạn trai. Bạn thích người bạn gái của bạn như thế nào? Hiền. Nhìn dễ thương. Cái này ai cũng muốn hết trơn á. Với lại quan trọng là biết chăm sóc bản thân. Nữa. Vậy là hai người lấy nhau, mỗi người tự chăm sóc luôn. Bạn nay nấy chăm sóc. Rồi sao nữa? Biết chăm lo cho gia đình, biết thương người. Dạ. Thì đơn giản quá. Bên đây chó mèo còn thương, không lẽ người không thương. Nhưng mà khuyết điểm của bạn là gì? Có phần hơi nóng tính. Nhưng mà tại vì những lúc nào mà em căng thẳng thì đừng có ai mà hỏi gì. Nhớ nha. Đừng có hỏi gì nhiều nha. Dạ em nhớ rồi anh. Rồi bây giờ để tôi coi nè. Khuyết điểm nữa anh thấy là như ông cụ non vậy đó nha. Trẻ măng mà để râu dài mà kia. Chào chị. Trời ơi cái gì vậy? Đặc biệt lắm nha. Chị sốc hàng vậy? Này để được bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi chị. Tại vì hồi xưa là em mê theo cái ngành điện ảnh. Thôi chị, như này được rồi, bỏ cái này đi. Để nó quyền chị. Nó để ấn tượng. Cái này vô điện ảnh đóng vai cướp hay lắm mà. Cướp dạ, hả? Dạ em cướp á. Hy vọng là em sẽ đóng được cái vai mà dạng cướp. Thôi nhưng mà cũng được đây, em đứng rồi có cao không? Cao 1m7 không? Thôi cao hơn người Linh không à. Thôi đừng. Em giỏi, em biết mấy bao nhiêu ngôn ngữ? Dạ tiếng Anh. Tiếng Anh thôi. Tiếng Nhật biết sơ sơ. Sơ sơ hả? Tiếng Việt biết không? Ngô. Đâu chặt chém nổi với tôi là cái không rành tiếng Việt. Rồi rồi. Cũng được em. Nói chung là nó cũng
hơi ngộ ngộ chút xíu. Kỳ kỳ. Gì ngộ? Trời ơi, chị thấy kỳ kỳ rồi. Chị đâu biết là chị thấy ngộ, chị nói ngộ chứ giờ. Nghĩ sao người ta nói ngộ? Tôi thấy ngộ, tôi nói ngộ à. Trời ơi, anh sao em kỹ như vậy? Nhìn đôi mắt thôi. Em không thích cái điểm nào ở người đàn bạn trai của mình nhất? Dạ có râu. Chết nộp, có cái đồ cạo không? Nhưng mà cái này á. Mời cái đồ cạo, cạo liền thôi. Ờ, cạo được, cạo được. Vấn đề là cạo được á chị. Rồi, cạo được, em tự cạo luôn. Không, không em ngủ luôn. Á, em canh ngủ em cạo chị. Thấy râu với men anh. Bên đây á, bên đây vừa vừa thôi anh. Đặc biệt rồi, bên đây có hàm râu đặc biệt phải không? Bên kia đặc biệt đôi mắt. Mắt là giống Lương Bích Hữu. Bên kia anh dễ thương, anh hiền nhưng mà hơi cụ non cũng thôi ha. Anh nghĩ rằng là hai người hợp chung cái tính là nói tiếng Anh giỏi thì thôi, chúc hai người nói tiếng Anh để anh chị Cát Tường không biết gì hết vậy thôi. Làm như là Cát Tường không biết, cái Quyền Linh biết vậy đó. Anh tiếng Anh anh giỏi lắm á, anh là có bằng English for Children á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cho hai bạn gặp nhau. Nhớ nha, cái vụ đó từ từ đừng có căng nha, thấy đừng giật mình về nhà canh ngủ cạo chuẩn bị đến thời. Chị thấy là cạo chắc rồi đó. Qua đi. 2 phút bắt đầu. Rồi em. Anh có thích mấy cô gái tay không? Nói chung thì anh chưa tiếp xúc, thành ra anh chưa có trả lời con này được. Sao chưa tiếp xúc hoài mà sao chưa được? Không, tại vì em tiếp xúc là phần là nữ châu Á là nhiều anh. Anh thấy họ đẹp không? Anh thấy người Việt Nam là đẹp. Vậy hả? Cạo. Sao anh Huyền Linh nói đúng với em ghê. Người nước ngoài cũng đẹp vậy. Nhưng mà người Việt Nam đẹp theo cách dịu dàng khác. Em có hay đi du lịch không? Dạ, em cũng thích. Em thích đi du lịch, xa nhất của em là Hà Nội thôi anh. À, em chưa đi ra nước ngoài. Dạ chưa, em chưa có dịp đó. Chờ anh dẫn á. Anh dẫn đi. Anh đi là không tốn rồi, anh bút cái ghế súp cho em. Gì ghế súp của em làm sao? Không, bye bye, không có ghế súp. Có ghế bếp không anh? Không, chỉ có một cái khoang thương gia với khoang phổ thông thôi. Nhưng mà nếu ấy chắc là phải khoang hành lý. Thôi hết giờ. Rồi, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Chúng ta quyết định hẹn hò với nhau hay là không. Để tay vào nút bấm đi bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. 1 2 Và 3 Chúc mừng hai bạn. Nào em chứ không thích râu mà nhìn không có bất ngờ hả? Em tưởng tượng ra cái bộ râu ở trên đây nè, nhưng mà ai ngờ không có, em cũng mừng. Cái râu này có cạo không hay là để? Thôi cạo đi anh. Thôi cạo đi anh. Em cũng thấy anh cạo đi anh. Hai người có thể nắm tay nhau để cảm nhận về buổi đầu tiên ta hẹn hò. Mời hai bạn. Từ từ đi anh, em thích vậy nè. Hả? Em thích vậy hả? Anh lên, em thích vậy, anh lên. Còn quá cha nắm tay nữa. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn sẽ đi đến một con đoạn đường dài hơn nữa với nhau. Và bây giờ mời nữ đưa đi về đóng về, mang hoa mang quà tặng tới công ty. Có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he bụng bự á thì mình đi tập gym. Nếu anh hô á đã có nha sĩ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Tài sách nách màng ha. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang. Năm nay em 27 tuổi, hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, em sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Thì rung quá vậy bạn. Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ. Anh ở Long Hưng, em ở Vĩnh Kim. Trời ơi, sát bên, bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp, giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không. Thứ nhất là phải chung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh kìa, công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa, có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu nói chăm sóc nghe. Thử ra chăm sóc coi.
cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích, nhưng mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về vậy đó. Đưa đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sao ra lãng nhắc đi. Thử coi. Thí dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như cái em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi, rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn, rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê đi, ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm đó, ai cũng làm là được hết trơn. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng nha. Xong mà nó ủa sao tự nhiên mưa, nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ có yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt 2 mí. 2 mí rưỡi luôn. Dạ vậy tốt. Đô là đô sao? Cao như dạ, cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Dạ. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ, còn nếu anh hô á thì anh có đã có nha sĩ. Đúng luôn, sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn hay con nít? Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có 2 yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ là mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học cái gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với anh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nép vậy? Anh Linh nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với anh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ tấm tấm hai cái tay lại hoài vậy? Mình có tật xấu gì không? Gặp trúng người trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì bình thường em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang nói chung nhiều? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mình hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1-2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định gì nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm, dạ 2 năm, làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn đó. Em lố qua năm thứ hai các bạn nói em không được uy tín. Công nhận ít nói ghê, con cái ít nói dễ sợ luôn em. Mai phải làm khó lắm không? Để em qua làm khó là đàn gái nè. Không nhưng mà anh định dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em dạ. Muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào? Em thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương chút xíu, là tiếp người phụ nữ của gia đình, dung hòa với công việc với gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi để anh quanh coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc chất phác. Đẹp trai, đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đi. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi, ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ ha. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc sao không, hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Đang làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nên chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha.
Rồi, bạn gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi. Em với Trang thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi cho nên là tính từ cách mầm của non Trang, luôn hả? Đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền. Nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi. Nào. Banh banh hai cái tay ra. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy, thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ, bình thường ạ. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ, anh nãy giờ mình nói chuyện trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì dịnh ghế chặt đâu mà chạy chạy xe luôn. Dịnh ghế nhắc à, làm tỉnh lên, mạnh mẽ lên. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Anh em hỏi đi em. Hỏi cảm nhận em thấy em sao lần đầu tiên như thế nào? Hỏi đi. Ừ. Bạn nhìn không có bạn nào ở đây hết trơn á. Giờ anh em không? Tại vì cái từ này nói cho em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói. 2, 3. Trời, ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh. Dạ, chắc có lẽ anh rung thôi chị. Rung thôi. Anh đứng đứng lên. Dưới quê ta lên mà. Khỏe em không? Bây giờ. Bình thường vậy, em là nhà thể thao mà. Là đứng 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 lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ, hít đất đi chị. Để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thiệt hả chị? Trời, chị có khi nào nói giỡn không trời? Hít đi. Anh không cứu em gì trời. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Đúng. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu, chổng có đích lên trời. Trời ơi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Hít đất gì như ngọn núi vậy trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ. Thôi tốt nghiệp đó, trời, mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Bắt đầu. Thì em nói rồi, thì bạn nữ thì là dễ thương. Những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau. Quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban này thôi. Rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó. Anh sẵn sàng thao thức vì em, thí dụ vậy đó. Rồi bắt đầu. Cái này không đúng đâu anh ơi. Thao thức từ sáng thì lấy ra ai đi làm. Em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được. Thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì dạ? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó. Là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng người cùng quê. Ở cái bên nhau, nói cách nói chuyện nó cũng tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dại thông cảm. Nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây, yeah. Bây giờ anh xúi gì đâu có làm. Nếu ta làm là không đúng. Dạ. Yeah. Có lập trường. Đúng là chất phát. Dạ. Thích đất thì tướng hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình đồng lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một.
2 3 Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ tại vì em cảm thấy như là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu nó khác khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ em nghĩ là khi mình lên đây á, là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Vâng. Trước giờ em có một mối tình rất là sâu động. Từ đó tới giờ chả quen ai. Cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Cái gì trời? Ai, tiếc quá nhỉ. Có lẽ họ chưa cùng nhịp đập trái tim với nhau. Hèn chi ép hoài không chịu nói. Hồi lúc đầu á, bạn trai có nói một câu là nếu mà gặp đối tượng thì em nói rất là nhiều. Nhưng nếu không trúng đối tượng thì em không có nói. Vì bạn ấy rất thật. Thì tôi tôn trọng những sự thật đó quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Thường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7, quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thùi lùi, đang thùi đầu tới chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vư vơ, rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi, ủa sao vậy? Hồi đi học thì cũng có một vài bạn theo, nhưng hồi đó cứ nghĩ là học đã. Học xong rồi tính, tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ không có nam. Tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm cái gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy, chưa có. Vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu động và đã chia tay được hơn một năm. Bây giờ em tập trung cho công việc thôi. Sâu động là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm. Nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen mặt khác khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa. Tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên 1m7. Về tính cách thì em nghĩ là mẫu người của gia đình đó chị. Biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm cũng hơi ướt át lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc chỉnh hoặc là những quán cà phê hay là những nhà hàng lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng vào mong muốn của bạn gái bên kia là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn, mình phải làm gì mới lãng mạn. Dạ. Nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ? Em có thấy mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em có rất là trung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán. Thế nhưng người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích một người quá sexual, trang điểm đậm. Em thích một người trung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh?
Mẹ anh rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu Út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. À, anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ, em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc, em ở riêng hay em ở chung, ba mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái anh bệnh lo, nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua bức rèm á, là tưởng đâu anh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nhưng mà qua nghe để biết là có phải vậy không, hay là tao cho cái chất giọng. Dạ, nó hơi rè rè một tí xíu chị ạ. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn, hay đang thất tình gì đó, thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi buồn chi một tí xíu vậy, nhưng mà nhây mày là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok ạ. Ví dụ trong 5-6. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em á, thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì trời. Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Là bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, dạ, em nghĩ cái điều nè. Nói ra vậy nếu là như em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp cái người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á, cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi, chứ em không có áp đặt. Em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bạn gái cũ em chi. Cái câu vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ cái quan điểm đó đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi, coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. It's ok. Được thôi, đơn giản. Dạ, cả đơn ngàn, cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi gì cái câu anh vừa mới nói ra đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Em đôi nghe mà em cũng hơi buồn là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. À, dạ, chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì nha? Cho cổ vui, tại cổ nói là cổ nghe vậy cổ hơi buồn. Đúng, anh nghe cũng buồn ha. Nhưng mà có lẽ rằng á, đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất chung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vấn mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Anh này thì cũng dễ thương ha, cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em. Ủa. Hai cô em gái và bạn của mẹ em. Mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong tường quay. Con chào cô ạ. Chào con. Cô nãy giờ cô thấy sự việc diễn ra, cô cũng muốn nói cái gì với con cô? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói cũng như nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu là do hai con. Dạ. Em gái ha. Em cảm nhận anh mình nói thế nào? Dạ em con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ thì chào con. Dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng mà giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ, em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á. Hôm nay em có đi chung với ai không? Em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này là cũng nhờ sếp, mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Là mẹ với mẹ của sếp. Dạ. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì học cũng buồn, bất mãn thiệt. Nhưng mà thử thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn, có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân kia nó. Dạ, đã rồi, cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy. Dạ. Kéo màn. Mời em. Chào em, anh có thấy quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng.
Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu, tại từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần đó. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á, thì có hay ra biển chơi không em? Cũng ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi, chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất, với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Từ vì lúc nãy nghe nói chuyện á, thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em ạ. Tại vì thứ nhất anh không còn níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối, thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh. Thì mình có thể 2 ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em, tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4:30. Em làm ở Tân Bình. Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Bề ngoài thì em rất là ổn. Và anh cũng thật sự gửi lời cảm ơn ban tiên trạch chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lần đầu gặp thì ngoại hình quan trọng. Nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh thì anh thấy như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm? Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái, bạn nói gì đi? Dạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc cháu tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không, bạn gái cái này, nói gì với... Cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Còn em nói gì với cô không? Dạ, đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói. Cảm ơn cô sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường ạ. Cảm ơn mình. Rồi, hãy nắm tay bạn ấy. Hai bạn nắm tay chặt vào nhé. Đi thẳng phía trước, đường chính chính mà đi nhé. Hãy hướng về chuyện mới bạn nhé. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tôi thích chó, con nào lùng lùng mập mập cũng thích lắm. Anh đem trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi, ngay gu con hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Hường Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dư Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Hường Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi, em quê ở Bình Thuận,
Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? À, trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. À vậy đúng gu đúng không? Dạ, vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được thì rồi đó tụi, dạ. Chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập em thích lắm. Thích mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Sao? Ừ, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống. Giống vậy anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. Cao 77? 77. Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm của con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. À. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Dạ. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Dạ. Một bỏ ngày hút mấy gói không đâu. Ngày hút bẻm điếu à. 7-8 điếu nó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Dạ. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. À, dạ, em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể. Đợt này là trúng người, trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Trời đất ơi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. À, một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. À có người khác chứ ta làm thêm buổi tối nó tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Ừ, sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. À, rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Ừ. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì nữa. Rồi con người khác luôn. Dạ. Sao thê thảm quá vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. À, cũng đừng có tính toán chi bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng đâu. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được, còn bạn mà 79 là nó vượt 2kg rồi. Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có, mới nói 77 thích... với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ừ, nó nói thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối ạ. Một muối ạ. Một muối ạ. Ngay luôn. Mày ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tức lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăng. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không.
Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, mét 50 đó. Mét 50 được. Được đó. Nặng 50. 50 kg luôn á. Dạ không sao. Sao đẹp đâu. Vì là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? Em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh cái gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại cái ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con là dễ hả? Lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức thôi chứ vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa, hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa, hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống, tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Dạ, tùy bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Trai lắm á. Hốt này, liền đi. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ. Con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái đi với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai. Con của chú. Thì tính của nó thì nãy đã nói rồi. Tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau. Thì nếu hai cháu thấy được hợp tình, hợp ý, thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp theo. Rồi, bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh thấy đâu, cảm ơn em. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào anh? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ em hiền với công ty á. Dạ. Vậy là cũng biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quê lúc nào thích chó. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ anh dẫn em đi không?
À dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em buồn. Muốn có một người bên cạnh. À, buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi, nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. À vậy hả? À. Kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không ạ. À. Dùng từ chửi em làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. À, còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. À. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ thương. Em hiền lắm. Cũng gu không? Mắt đẹp. Thôi dạ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích. Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em có thích được không? Em có thích được không? Dạ. Nhìn anh em có thích được không? Bây giờ em tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, mình đứng lên nắm tay cổ đi là mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Có tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu như vậy hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. À, anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao không biết sao anh ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con... Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á. Con thích những người vậy. À, chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con gì chứ cũng hiền. Chân thành. Này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn em Minh. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Thôi chứ tụi nhỏ dễ thương ha chú ha. Đây, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Brinsett Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island.
phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Các bạn đưa nhau đi tìm hiểu nhau đi nha. Thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Cặp đôi đầu tiên cũng đã thành công. Hai em rất là dễ thương, có thể nói cũng còn con nít lắm. Nhưng hy vọng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, hai bạn sẽ tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. À, em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Ừ, dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều, chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Ừ, mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối à chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiêu? Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hỏi mùi hút không được, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ.
Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi, giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? À, anh ở Cần Thơ luôn hả? Ờ, anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được, nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi thôi, sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. À, mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em muốn 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em, vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đây hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim, và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hả? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo.
Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em cùng quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cùng như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai em nắm luôn... á, nó mới đổ mồ không hôi sao, đó. Tay anh đổ hơn. Trời tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ mắc cỡ quá. Mắc cỡ nhanh quá à. Hùng để lâu lâu Hùng nó miết miết chút xíu nào, lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Nào để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao hả? Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ cũng hồi hộp. Thích không? Dạ hết là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, có hoa của em luôn. Rồi. Tìm hiểu nhau nha, cặp này cũng được đó. Rồi. Hi. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tin vui sẽ sớm báo cho chương trình chúng tôi. Có thể nói tất cả những người làm chương trình cũng như quý vị cũng rất là vui hạnh phúc khi mà những cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Và chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ, mong một ngày họ sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây, khán giả ngay tại trường quay cũng có cơ hội nhận một chiếc TV Akino 32 inch nha. Các bạn hãy lấy cái thăm may mắn của mình ra và chờ đợi kết quả từ anh Quyền Linh. Con tôm. Con tôm là nhiêu? Ai biết con tôm không? 31. 31.
cho. Thường nó la kìa. Chúng cái tivi la. Cái gì? Đúng không? Đúng không? Gì vậy? Không tin là sự thật hả? Em... nãy giờ em nói cho mà trúng thiệt. Anh tên là gì? Em tên là Nguyễn Thế Hùng. Hả? Thôi mà cái lên lộ tên của ta rồi. Tên gì? Em tên là Nguyễn Thế. Không, tên gì nãy nó lộ đó. Thúy Hồng. Hả? Thúy Hồng hả? Dạ. Tên đẹp ta. Thúy Hồng. Dạ. Trời đúng ơi. Không? Em áo màu hường nữa nè. Thúy Hồng mặc áo màu hường. Thôi dễ thương quá. Dạ. Đây. Rồi, Thúy Hồng. Đây là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay nha. Một chiếc TV Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Đừng xỉu. Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nè tôi thôi cảm này. Kính thưa quý vị, và bây giờ khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như các bạn trả lời đúng câu hỏi chương trình thông qua kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Và bây giờ một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào. Bạn trai đó keo kiệt quá, bạn đó chỉ tặng em được có cây son thôi. Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Ban đầu là bạn làm bên xây dựng, sau đó giờ chuyển qua nghề đánh bắt cá. Ảnh bắt cá hai tay, ảnh bắt cá hai tay. Mối tình của em là 7 năm, nhưng mà cái người bạn nữ này cũng bắt cá hai tay là bắt được con rồi. Rồi lại muốn bắt thêm em nữa. Quý vị hãy đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 quý vị nhé.